Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mobile City, là mình Phú Trần. Redmi K40 Gaming, một chiếc máy mình cảm thấy là về cái phần giữ giá nhé, nó giữ giá dã man luôn. Đây, mình cho các bạn xem qua một chút về cái thông tin của máy. Trong ngày hôm nay thì mình cũng sẽ test lại về hiệu năng trên con chip Dimensity 1200 trên Redmi K40 Gaming. Cái RAM mình có đây là RAM 12GB, dựa trên phiên bản Android 12 này và MIUI 13.0.8. Đây, trong cái phần game turbo của máy, mình sẽ thêm hai cái tựa game chính là Link Mobile và Genshin Impact vào. Mình đã thêm Genshin này và thêm Liên Quân nữa là xong. Đã thêm hai game. Mình để độ sáng chơi khoảng 70%, hiện tại phần trăm pin còn 88. Đến thời điểm này thực sự loa trên con K40 của mình vẫn rất chất lượng các bạn. Mình vừa chỉnh lại cái phần HD 60fps rồi các bạn. Không phải bỗng dưng mà con K40 Gaming này lại trở thành một huyền thoại đâu. Về trải nghiệm mọi thứ với K40 Gaming, các bạn tìm đi. Màn hình OLED vô cùng chất lượng, loa thì to. Vỡ luôn. Mình chơi game hơi gà, anh em bỏ qua nha. Này, chỉ là test lại cho anh em xem là về cái hiệu năng con K40 Gaming này nó như thế nào thôi. Chứ bây giờ để chơi theo kiểu chuyên nghiệp thì khó, rất khó. Đấy, mình cho loa to lên một chút các bạn nghe thử. Loa rất chất lượng. Chỉ có camera trên K40 Gaming ấy là nó cũng không phải là dạng quá ngon. Khổ quen tay bấm PUBG các bạn. Rồi cứ bấm ở bên tay trái thôi. Úi giời. Chơi được khoảng gần 10 phút thì mình thấy nhiệt độ trên con này nó cũng ấm ấm. Nó không nóng hẳn, nóng ran như con K50 Gaming đâu, mà nó theo kiểu dạng hơi ấm. Tầm này nó khoảng 39 độ thôi. Ôi, nó chết mình cũng chết theo luôn. Đi luôn được gì nữa. Kéo kéo cái tay. Ấy, nó còn tí nữa. Chắc chắn FPS các bạn không phải lo. Ok. Sắp xong rồi đấy. Ok, đã xong. Ôi, vừa lúc kết thúc FPS các bạn. Mình chơi được khoảng hơn 16 phút, hiện tại phần trăm pin còn 83%. Nhiệt độ mặt trước 38,8 độ C, gần 39 độ rồi. Nhiệt độ mặt sau 39 độ. Chuyển sang Genshin Impact, mình chơi ở cái đồ họa trung bình trước đi, để xem là con Dimensity 1200 trụ được không đã. Đấy, sau đó mình mới chuyển sang cái đồ họa thấp hơn. Đấy, hiện tại phần trăm pin còn 83%. Mình vừa vào Genshin một tí thôi mà nóng thế nhở. Tất nhiên là với cái nick này nó không mạnh bằng cái nick kia rồi. Map nó sẽ không rộng bằng đâu. Để mình chuyển sang một cái nick khác nhá. Nick này nhìn nó hơi củi, chơi nó hơi chán. Trận vừa rồi mình để cái mức balance thôi. Bây giờ mình cứ để sang cái phần performance đi. Xem chơi như nào đây.
Các bạn cho mình hỏi một tí, cái con bay bay này này, nó có hiếm không? Chả biết mình nhớ là tại sao mình có con này nữa. Đây là vận đồ họa, trung bình khoảng 60 nha các bạn. Nóng lên một phát nó không ngoi lên được các bạn, chỉ ở 45 thôi, chứ không lên được 60. Rồi, xong rồi đấy. Ôi trời, lốc xuống 45, không lên được 60. Rất buồn. Nó không được 45 luôn các bạn. Cái trải nghiệm mình chơi Genshin Impact ở mức đồ họa trung bình và 60 ấy, giật lắm. Ô, gần như là không có luôn. Thực sự, có một cái này chơi rất khó chịu bởi vì nhiệt độ nó nóng lên. Nên là các bạn muốn chơi một cách thoải mái nhất, máy nào cũng thế thôi. Mình luôn luôn bảo là nếu được, nên cho thêm con sò lạnh vào. Mình thấy là nên dừng ở đây thôi, nhiệt độ rất nóng rồi. Mình chơi được khoảng tổng thể chỗ này là 10 phút này, 14, khoảng 15 phút. Hiện tại phần trăm pin nó rơi vào khoảng 76%. Nhiệt độ mặt trước 44,3 độ C, nhiệt độ mặt sau 44 độ. Biểu đồ Genshin Impact khoảng 3 phút chơi, các bạn nhìn này. Đấy, FPS trung bình là 54,1. Sang cái trận thứ hai lúc mà mình chuyển tài khoản mới ấy. Đây, lúc tiếp theo này, do cái vấn đề là bị quá nóng nên ở phút thứ 5 trở đi bắt đầu lock xuống 40. Đấy, toàn 40 thôi. Nhưng được cái trải nghiệm chơi game nó không bị quá giật. Đây, và FPS trung bình nó rơi vào khoảng 40,9. Với Liên Quân Mobile không phải chê rồi. Cái đoạn này bắt đầu mình mới chuyển được lên 60 FPS này. Đấy, và FPS trung bình chắc chắn là 60, chứ không thể nào mà 58,9 được. Mình cũng vừa có test lại xong hiệu năng trên Redmi K40 Gaming, các bạn cảm thấy sao? Các bạn đừng có thắc mắc tại sao mình không test PUBG nha. Có cái nút trigger đây mà mình không dùng đến, bởi vì là do một cái vài vấn đề, anh em thông cảm nhá. Mình không test được PUBG cho các bạn, nên là mình chỉ test được Liên Quân và Genshin Impact thôi. Thế anh em cảm thấy sao? Với Liên Quân Mobile, yên tâm là một tựa game rất là nhẹ, nên là không phải lo lắng gì về vấn đề hiệu năng. Còn với Genshin Impact, mình nghĩ là các bạn nên để chơi ở mức độ cực thấp hoặc là thấp là vừa rồi. Chứ nếu như chơi ở cái mức trung bình thì gánh thì vẫn gánh được, nhưng mà nó bị lock FPS. Cái thứ hai, nhiệt độ nó cũng nóng dần đều lên, chứ không phải là quá mát đâu. Nếu như mình tắt joy xe đi, có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Nhưng đây, mình vẫn để nguyên như thế, không tắt, không làm gì cả. Thì các bạn có thể thấy, lock FPS, một cái câu chuyện rất buồn. Thì các bạn cảm thấy sao về hiệu năng trên Redmi K40 Gaming ở thời điểm này? Đừng quên để lại comment bên dưới nhé. Và trong quá trình mình có test hiệu năng trên con này, có chỗ nào mà cảm thấy chưa đúng chẳng hạn, rất mong các bạn góp ý thêm cho mình để mình có thể là cải thiện thêm. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.